Hoa Linh đau đớn bật khóc nức nở khi biết được con gái nuôi bị ung thư giai đoạn cuối. Trong những giây phút đang nỗ lực đấu tranh, giành giật sự sống với tử thần, ca sĩ Thái Trần vẫn luôn nhắc tên danh hài Hoài Linh và những tình cảm của cô dành cho người bố nuôi này. Tôi sợ bố buồn nên không cho bố đến thăm. Gặp Thái Trần trong lúc đang chạy thận nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không khỏi xót xa trước dáng vẻ gầy gò, xanh xao của cô ca sĩ với đam mê ca hát cháy bỏng ngày nào. Những ngày này bệnh tình trở nặng, Thái Trần phải chuyển vào phòng cách ly để điều trị, hơi thở yếu ớt, nhưng cô vẫn không giấu được xúc động trong tiếng thều thào khi chia sẻ những suy nghĩ của mình. Thái Trần tâm sự, cả cuộc đời này tôi mang ơn bố Hoài Linh, tôi phải cảm ơn bố rất nhiều về những gì mà bố đã dành cho tôi. Nhưng có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi bố vì tôi không thể đi đến đích cuối cùng được. Dừng lại nhắc chúng tôi đeo khẩu trang y tế vì đang ở trong phòng của những người bệnh rất nặng, Thái Trần tiếp câu chuyện. Tôi rất nhớ những cái ôm động viên của bố và cũng muốn gặp bố lắm, nhưng tôi không dám cho bố vào thăm vì sợ thấy tôi đau đớn thế này, bố buồn rồi khóc. Bên cạnh đó, Thái Trần cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những y bác sĩ và những khán giả đã ủng hộ cho cô. Thái Trần tâm sự, nếu tôi có chuyện gì, mọi người đừng buồn hay khóc, mà hãy mừng cho tôi vì tôi đã được giải thoát. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh và động viên tôi. Sau lúc nằm nghỉ mệt, Thái Trần lại rưng rưng nước mắt và thều thào xin nắm tay chúng tôi để tỏ lòng cảm ơn vì đã đến thăm cô. Nhưng được một lúc, cô lại xin lỗi, được bỏ tay xuống vì có cảm giác tê tay. Nghị lực phi thường. Sau cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng năm 2014, Thái Trần được mọi người biết đến là giọng ca đầy nội lực và tinh tế trong từng câu chữ. Giai điệu mang đến cho người nghe những cảm xúc trọn vẹn. Khán giả còn xúc động và yêu mến Thái Trần hơn khi biết dù mắc phải căn bệnh thận giai đoạn cuối và suy tim cấp độ 4, nhưng cô vẫn không từ bỏ niềm đam mê ca hát. Cũng qua cuộc thi này, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trần làm con nuôi và tiếp thêm động lực để cô đấu tranh vượt qua bệnh tật. Tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, Thái Trần đã giành giải từ tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Đồng thời Thái Trần cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả phòng trà với những ca khúc trữ tình chất chứa triết lý sống sâu sắc. Mới đây, để kỷ niệm 14 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tri ân khán giả đã yêu mến mình, Thái Trần đã cho ra mắt album Bay Đi Thầm Lặng. Vì lý do sức khỏe nên phải mất 5 năm mới có thể hoàn thành album, và cô cũng không quay MV vì không muốn hình ảnh của mình ảnh hưởng đến những ca khúc của cố nhạc sĩ. Không ngờ con nuôi của Hoài Linh, người thành công, kẻ bị thiên hạ cười chê. Hoài Linh nổi tiếng, cá chuối đắm đuối vì con nuôi, nhưng không phải ai cũng mang đến tự hào cho danh hài. Trước khi xuất ngoại và trở thành một diễn viên hài nổi tiếng, Hoài Linh chỉ là một nghệ sĩ tỉnh lẻ, được đào tạo ngắn hạn về bộ môn múa truyền thống, nhưng chủ yếu theo đoàn tạp kỹ để làm MC và hát dân ca. Ám ảnh về một tuổi thơ cực khổ và vất vả, nên khi được ra hải ngoại làm việc, Hoài Linh đã bươn chải rất nhiều để tìm chỗ đứng trong nghề. Bằng cái duyên sân khấu và lối diễn hài hước đặc trưng, Hoài Linh dần trở thành một tên tuổi lớn, một tượng đài khó có thể thay thế trong lòng những người hâm mộ. Khi bắt đầu nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Hoài Linh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những tài năng trẻ. Việc Hoài Linh nhận con nuôi đã trở thành chủ đề lớn của cư dân mạng, vì có thời điểm cứ lâu lâu lại thấy xuất hiện một nghệ sĩ nhận là con nuôi của Hoài Linh. Trong dàn con nuôi đông đảo ấy, người ta vẫn nhắc nhiều tới những người con nuôi đặc biệt. Tất cả đều có điểm chung là xuất phát điểm nghèo khó hoặc phải đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo. Hoài Lâm và con nuôi hot nhất của Hoài Linh. Hoài Lâm được khán giả biết đến nhiều qua chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2014, nhưng ít ai biết được cơ duyên đưa Hoài Lâm đến với cha nuôi Hoài Linh lại rất sớm. Năm 13 tuổi, trong một lần tình cờ ba ruột có số điện thoại của Hoài Linh nên đã chủ động đưa Hoài Lâm đi gặp nghệ sĩ để xin làm học trò. Cảm mến tài năng, sự nhiệt tình, Hoài Linh nhận Hoài Lâm làm con nuôi và bắt đầu nâng đỡ cho cậu học trò nhỏ. Thành công bước đầu khi đạt quán quân Gương Mặt Thân Quen, giờ đây Hoài Lâm xây dựng hình ảnh một ca sĩ đa tài, hát nhiều thể loại, từ trữ tình đến dòng nhạc quê hương. Hoài Lâm cũng chính là người con trai nuôi được Hoài Linh cưng chiều nhất. Anh cũng được đổi nghệ danh theo họ của Hoài Linh, Võ Nguyễn Hoài Lâm,
Sau thành công của Hoài Lâm, nhiều điều tiếng cho rằng tuyệt bố nuôi làm giám khảo nên anh được thiên vị và đạt giải quán quân gương mặt thân quen là điều dễ hiểu. Dù có nói như thế nào, Hoài Linh cũng đang làm rất tốt vai trò cha nuôi của mình. Nghệ sĩ hài không ngại vất vả, chỉ trích để giúp đỡ người nhà đạt thành công trong sự nghiệp. Thái Trân, cô con gái nuôi mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn nuôi giấc mộng ca sĩ. Cho tới bây giờ truyền thông vẫn nhắc tới Thái Trân. Cô con gái nuôi, bất chấp suy thận giai đoạn cuối, để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của Hoài Linh. Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy Hoài Linh nhận con nuôi trên sóng truyền hình, trước hàng vạn khán giả. Trong đêm tứ kết 1 của The Winners, Thái Trân đã thể hiện ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống, như tiếng lòng nói hộ lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cũng trong buổi ghi hình hôm đó, Hoài Linh đã tuyên bố nhận Thái Trân làm con nuôi. Chính chia sẻ mộc mạc của danh hài đã làm khán giả xúc động. Mặc dù mọi người biết tôi có nhiều con nuôi, nhưng vì Thái Trân đã gọi bố một tiếng bố, nên bố sẽ nhận con là con gái của bố. Không chỉ mắc bệnh thận, căn bệnh suy tim cũng khiến sức khỏe của Thái Trân nhanh chóng suy kiệt. Có thời điểm sự sống của cô chỉ còn 20%, cơ thể gầy gò, xanh xao, khiến nữ ca sĩ không dám cho bố nuôi thăm vì sợ ông buồn. Được sự giúp đỡ của bố nuôi, Thái Trân đã cố gắng vượt qua mọi bệnh tật, hoàn thành cuộc thi. Hình ảnh Hoài Linh đo huyết áp, lo thuốc uống cho Thái Trân sau cánh gà mới thấy sự tận tình của danh hài dành cho cô con gái nuôi. Sau đó cô đã thực hiện album Vol 2 Bay Đi Thầm Lặng như một lời tri ân tới khán giả, bố nuôi cũng như kỷ niệm 14 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quách Phú Thành, nghèo khó không dập tắt được mơ ước. Lần gần đây nhất, Hoài Linh một lần nữa làm khán giả bất ngờ khi nhận cậu bé Quách Phú Thành làm con nuôi. Cậu bé nghèo 11 tuổi đến từ Cần Thơ đã đăng quang mùa đầu tiên chương trình Thử Tài Siêu Nhí trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Quách Phú Thành sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Em bị mẹ bỏ rơi khi mới 14 tháng tuổi. Cha cũng sớm lập gia đình với người vợ mới. May mắn em được ông bà nội cưu mang, sống dựa vào gánh rau của bà để lớn lên. Có lẽ chính những cảm xúc rất thật về một tuổi thơ không trọn vẹn khiến cho những phần thể hiện của Phú Thành luôn tràn ngập cảm xúc. Từ những trích đoạn như Nghi Xuân Tấn Lực, Nội Tôi, Cha Con Người Hát Rong, Duyên Nghiệp Cầm Ca, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả truyền hình. Bước đầu thành công, nhưng con đường đi còn dài và vất vả với cậu học trò nghèo. Hiểu được điều này, Hoài Linh nhận Quách Phú Thành làm con nuôi với mong muốn em có thể yên tâm học tập và phát triển tài năng. Với sự hỗ trợ của cha nuôi, nhiều người hy vọng rằng tương lai Quách Phú Thành sẽ trở thành ngôi sao sáng của dòng nhạc cải lương. Cao Hữu Thiên luôn tránh nói về xuất thân nghèo khó. Trong đêm trao giải truyền hình HTV lần 8, 2014, Cao Hữu Thiên đã lên nhận giải thay Hoài Linh. Lúc này khán giả mới biết đây là một cậu con nuôi nữa của nghệ sĩ hài. Ngay sau đó người ta thấy Hữu Thiên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, theo đuổi hình tượng trẻ trung, phóng khoáng. Tuy nhiên màn xuất hiện thảm họa của Cao Hữu Thiên trong đêm nhạc chung kết Gương Mặt Thân Quen năm 2014 đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Ca khúc Anh mà ca sĩ trình bày được ví von còn không hay bằng giọng ca kẹo kéo lề đường. Đến lúc này người ta mới nhìn vào xuất xứ của nam ca sĩ. Có nhiều nguồn tin cho rằng Hữu Thiên xuất thân nghèo khó, không có mối quan hệ trong showbiz, phải đi hát để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, vì vậy Hoài Linh mới cưu mang giúp đỡ. Ngay cả khi được hỏi về xuất thân nghèo khó của mình, Hữu Thiên không phản bác nhưng cũng tránh nói đến. Theo anh đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chia sẻ chuyện riêng tư, vì không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang kêu gọi lòng thương hại. Sau sự cố, Hoài Linh cũng lên tiếng bên vực Cao Hữu Thiên, cho dù không đổ lỗi cho ai, nhưng theo danh hài, phần âm thanh đã gặp trục trặc khi Hữu Thiên trình bày ca khúc. Chính vì vậy hiệu quả đã không đạt được như mong muốn. Qua đó nghệ sĩ cũng mong sự thông cảm từ người xem đối với một ca sĩ còn non nớt. Dù đã giải thích nhưng phần lớn cư dân mạng cho rằng Hoài Linh đang thiên vị con nuôi. Dù giọng ca không xuất sắc nhưng Hữu Thiên vẫn được hát trong đêm chung kết nơi bố nuôi làm giám khảo. Hữu Thiên còn có xuất thân không khá giả nhưng riêng việc là con nuôi của Hoài Linh anh cũng gặp không ít thuận lợi. Body's high and high.